Xin chào tất cả các bạn, mình là Đông, mình đến từ Học viện Thẩm mỹ Evasing. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn sản phẩm máy chiến lông 360 và mình sẽ đến một trực tiếp trên mẫu của công ty mình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào giao diện chiến lông của máy. Ở trong máy sẽ có hai giao diện, đó là giao diện chiến lông chậm và giao diện thứ hai là giao diện chiến lông nhanh. Với những phần diện tích lớn như trên phần cánh tay thì chúng ta sẽ sử dụng giao diện chiến lông nhanh. Ở đây chúng ta có thể điều chỉnh được tần số. Tần số này sẽ thay đổi phụ thuộc vào cái phần tay gì của các bạn. Khi các bạn làm quen thì các bạn có thể điều chỉnh tần số nó cao hơn hoặc tần số thấp hơn. Tiếp theo là chúng ta sẽ điều chỉnh năng lượng. Cái năng lượng này chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao cho phù hợp với từng khách hàng. Với những khách hàng khác nhau thì chúng ta sẽ có mức năng lượng khác nhau. Khi khách hàng cảm thấy ấm nóng thì đó sẽ là cái mức năng lượng phù hợp để chúng ta chiến lông. Sau khi chọn được mức năng lượng phù hợp thì chúng ta sẽ bấm sẵn sàng để ready máy. Tay cầm sẽ sáng lên. Trước khi chiến lông thì chúng ta sẽ bôi cho khách một lượng gel nhỏ và mỏng ở trên cánh tay, trong cái diện tích triệt của mình. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu triệt. Với những khách hàng triệt đầu tiên thì chúng ta sẽ test thử và chúng ta sẽ hỏi khách hàng sẽ có cảm nhận ấm nóng hay không. Nếu khách hàng có cảm nhận ấm nóng rồi thì đó sẽ là mức năng lượng để phù hợp. Sau khi chúng ta có thể nhìn thấy là cái thời gian triệt chúng ta, nếu chúng ta để tần số nhanh thì nó sẽ rất là nhanh và số xung chúng ta triệt nó rất là ít. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.